hôm nay tôi sẽ giúp cậu trải qua tất cả các vị đời. Đó là cay đắng ngọt bùi. Em chưa hiểu cái ngụ ý lắm. Đây, dạ. Tôi sẽ nói đơn giản cho cậu hiểu nhé. Dạ. Vị cay thì cậu phải ăn một lượt 4 trái. Cái gì? Đừng nhận em nữa anh, nói với em vài câu đi anh. Anh đừng có hát nữa được không? Hát cái gì vậy? Người ta đang sầu thúi ruột luôn còn ngồi đó hát nữa. Thì tại em thấy anh ngầu quá, em muốn hát cho anh thay đổi không khí mà. Ơi mình mãi nắm tay trong hai bờ anh, một gia đình mãi em ở bên nhau.